Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày trên kênh Tin Mới. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chi tiết. Rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Tin Mới. Các bạn thân mến, sau chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản sang Hà Nội, có thể nói hợp tác Việt-Nhật là không giới hạn. Sau đó, chỉ 2 tháng, tướng cấp cao của Quốc phòng Nhật Bản đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo cấp cao của Quốc phòng Việt Nam, cho thấy hợp tác quốc phòng là trọng tâm mới trong quan hệ hai nước, trong bối cảnh Việt Nam đang tìm kiếm đối tác mới về vũ khí, còn Nhật thì tăng cường sức ảnh hưởng cho sự bành trướng của Trung Quốc. Cũng vì thế, những chuyển động trong chiến lược quốc phòng Nhật đang có tác động nhất định tới Việt Nam. Mới đây, Nhật Bản tiết lộ sẽ thanh lý hàng loạt xe tăng, tên lửa, tàu chiến cũ, khiến dư luận xôn xao bàn tán nên hay không nên tiếp nhận miễn phí vũ khí cũ từ Nhật. Thử tìm đáp án cùng với chúng tôi trong phần tiếp theo của video bạn nhé! Như đã nói, Việt Nam có nhu cầu tìm kiếm đối tác vũ khí mới bên cạnh Nga và tại châu Á, Nhật đang là lựa chọn hợp lý, nếu không nói là hợp lý nhất. Hàng Nhật thì chất lượng rồi, cứ nhìn sản phẩm xe máy Honda của Nhật từng đánh bay loại xe tàu trên đất Việt. Đủ biết, làm việc với người Nhật luôn có sự đảm bảo nhất định. Từ lâu, nó vốn tốt, bền, lại còn được phía Nhật chuyển giao công nghệ, thậm chí còn được áp dụng chính sách trả góp thì còn gì tuyệt vời hơn. Tuy nhiên, mặt hàng vũ khí thì không đơn giản như vậy, nó còn liên quan tới yếu tố địa chính trị, an ninh quốc gia. Chẳng cần phân tích sâu, chỉ cần thấy Nhật dính tới yếu tố Mỹ là nhiều người đã không thích rồi. Bởi với Mỹ, thứ vĩnh viễn không phải là bạn bè hay đồng minh, chỉ có lợi ích nước Mỹ là mãi mãi mà thôi. Cũng vì thế mà câu chuyện nhận hay không nhận vũ khí của Nhật dù là miễn phí cũng là vấn đề cần cân nhắc thật kỹ, đúng không các bạn? Nói như vậy là bởi mới đây trên trang Nikkei có đăng tải bài viết Nhật Bản cân nhắc cho phép xuất khẩu xe tăng và tên lửa đã qua sử dụng. Chúng tôi xin được trích dẫn một phần như sau. Nhật Bản đã bắt đầu xem xét nới lỏng các điều kiện xuất khẩu đối với khí tài của lực lượng phòng vệ đã qua sử dụng, bao gồm cả xe tăng và tên lửa hiện bị cấm cung cấp cho các nước ngoài. Họ sẽ xem xét việc cung cấp miễn phí các thiết bị như vậy cho các nước châu Á để tăng cường hợp tác quốc phòng khi Trung Quốc mở rộng sức mạnh quân sự. Một thay đổi pháp lý năm 2017 đã cho phép cung cấp phần cứng đã qua sử dụng cho các quốc gia khác, cho các hoạt động để ứng phó với thảm họa và thu thập thông tin. Tính đủ điều kiện hạn chế này đối với tàu thuyền và máy bay không được sử dụng trên chiến trường thực tế, Nhật Bản có thỏa thuận chuyển giao công nghệ với phần cứng của 6 quốc gia ở châu Á, bao gồm Ấn Độ, Việt Nam và Philippines. Xuất khẩu thiết bị và tài trợ cho các quốc gia này được hình dung. Nếu Tokyo không thay đổi các hạng mục chuyển giao, thì có thể kể đến xe tăng và tên lửa đã qua sử dụng. Thưa các bạn, qua thông tin trên rất rõ ràng, Nhật Bản đang xem xét cung cấp miễn phí một số xe tăng, tên lửa, tàu chiến đã qua sử dụng cho các đối tác chủ yếu ở châu Á. Cái tên được nhắc đến rất cụ thể trong bài viết là Ấn Độ, Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn là đang xem xét thông qua cơ chế, nhưng về cơ bản thì gần như nó sẽ được thông qua vì đảng cầm quyền đang ủng hộ việc này. Vấn đề đặt ra ở đây là Việt Nam nên ứng xử với việc cho nhận này như thế nào cho hợp lý và hiệu quả nhất. Trước khi đưa ra quan điểm của bên đồng tình và bên phản đối thì phải khẳng định rằng không ai ép Việt Nam cả, nếu chúng ta không muốn và cũng chẳng thể nước nào ép được Việt Nam cả. Đứng về bên đồng ý nhận ngay và luôn. Những lý do đưa ra được cho là khá hợp tình, hợp lý là một vũ khí của Nhật tốt. Dù là hàng đã qua sử dụng thì vũ khí Nhật cũng sản xuất theo tiêu chuẩn Mỹ NATO chứ chẳng phải dạng vừa. Vậy nên Việt Nam hoàn toàn có thể nhận lại và sử dụng trong một thời gian dài nữa. Hai vấn đề của Việt Nam trong trang bị vũ khí là kinh phí. Đây được cho là miễn phí, dù là mất tiền vận chuyển hay vận hành thì cũng là tiết kiệm hơn mua mới. Vậy nên tội gì mà không nhận, nói không quá như vớ được vàng, chần chừ thì nước khác cũng xin hết. 3. Quan hệ Việt-Nhật ngày càng tốt, sợ gì đâu. Chẳng thế hai nước lại có chung kẻ thù Trung Quốc trên vùng biển, hai nước cùng hợp tác thì đường lưỡi bò 9 hay 10 đoạn cũng bị cắt đứt. 4. Kể cả Nhật có làm sao thì vẫn còn Mỹ đứng đằng sau. Nhật thì không dám qua mặt Mỹ mà Mỹ thì đang nâng Việt Nam như nâng trứng. Vì thế Việt Nam nên tranh thủ thời vận này mà nhận càng nhiều đồ miễn phí càng tốt. Nghe thì cũng xuôi tai đúng không các bạn? Nhưng vốn dĩ ông cha ta có câu của biếu là của lo, của cho là của nợ. Vậy nên cũng phải phân tích ngược lại xem sao nào.
Thứ nhất, phải hiểu rằng dù là hàng cũ thì không có chuyện cho không, kể cả không phải trả tiền cho những vũ khí đó, nhưng để tái sử dụng và đảm bảo tính năng của sản phẩm, nước nào nhận về cũng phải mất khoản nhất định để vận chuyển, sửa chữa, nâng cấp và tùy thuộc vào từng loại vũ khí mà số tiền tương ứng phải bỏ ra. Nếu phải bỏ số tiền quá lớn so với giá trị nhận được thì chúng ta cần phải cân nhắc. Thứ hai, phải tính yếu tố phù hợp. Dù là vũ khí xịn, thậm chí còn sử dụng rất tốt, nhưng nếu không phù hợp với địa hình, với mục đích chiến đấu thì thiết nghĩ đó không phải là ưu tiên lựa chọn. Nếu nhận về chỉ đắp chiếu lại mất thêm khoản tiền lo niêm cất thì khác gì rước cục sắt về nhà đâu. Thứ ba, phải tính tới yếu tố ràng buộc của Nhật. Vốn dĩ, Nhật có rất nhiều vũ khí tốt nhưng họ xuất khẩu không được là bao bởi điều khoản của Nhật là rất nhiều. Vốn dĩ, ai cho không ai cái gì đâu. Do đó, Việt Nam cần phải xem xét kỹ các điều khoản đi kèm. Nếu quá lớn thì chúng ta cũng không thể vì cái lợi trước mắt mà quên đi cái hại ở tương lai. Chưa kể thực tế, hợp tác vũ khí Việt-Nhật đã xuất hiện những trục trặc. Từ câu chuyện 5 năm qua, Việt Nam ngỏ ý muốn sở hữu máy bay P-3C, nhưng dùng rằng đến nay hai nước vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Thậm chí năm 2019, P-3C đã đậu ngay trên đất Việt rồi, nhưng cuối cùng cũng không thành. Thay vào đó, Nhật tiết lộ mong muốn bán sát thủ săn ngầm P-1. Nay chúng ta vẫn đang chờ dài cổ Nhật Bản thực hiện chuyển giao công nghệ đóng tàu. Lại còn thêm yếu tố Mỹ như đề cập ở phần đầu. Vậy nên thiết nghĩ Việt Nam cần cân nhắc thật kỹ trước đề nghị của Nhật hay của bất kỳ nước nào. Trong số vũ khí đó, cần xem xét cần nhất là vũ khí nào. Như hiện tại Việt Nam đang cần tăng cường sức mạnh hải quân, nên những tàu tuần dương có thể cân nhắc Nhật. Tên lửa cũng có thể chọn, vì nó giúp Việt Nam tăng cường khả năng phòng thủ từ xa. Nhưng nếu ưu tiên nhận các xe tăng thì lại thực sự chưa cần thiết, mặc dù chúng ta vẫn cần tăng cường sức mạnh lục quân. Hơn nữa, xe tăng Nhật dùng nòng chuẩn NATO, khác biệt về vũ khí lẫn kết cấu so với dòng tăng của Nga, khi phải sửa chữa hay nâng cấp sẽ rất khó khăn cho Việt Nam. Một kịch bản mơ ước là không chỉ chuyển giao hệ thống vũ khí miễn phí, mà Nhật đồng thời thực hiện chuyển giao công nghệ sản xuất, vận hành cũng như bảo quản thì quả rất tuyệt vời cho Việt Nam ta. Cũng phải nói thêm, Nhật đã tiến hành thực hiện chuyển giao tàu tuần tra cho cảnh sát biển và kiểm ngư cho Việt Nam trong những năm qua. Trên tinh thần hợp tác này, đặc biệt gói ODA đóng tàu tuần ngư TT-1500 cũng thực hiện dựa trên thỏa thuận tương tự. Do đó chắc chắn Việt Nam đã có kinh nghiệm ứng xử với chính sách này của quốc phòng Nhật Bản. Vậy nên chúng ta không nên quá lo lắng nếu Việt Nam lựa chọn nhận vũ khí nào với Nhật thông qua chương trình này. Hãy tin Việt Nam đã có tính toán cả rồi. Điều hẳn chắc các bạn quan tâm tiếp theo là khi nào thì chính sách này được thực hiện. Như đã nói, rất có thể Nhật sẽ triển khai sớm điều này, bởi đây là chính sách được cho là mang lại nhiều lợi ích cho Nhật. Nó giúp Nhật vừa giải quyết được các mặt hàng tồn kho đã qua sử dụng của người Nhật. Ngoài ra, Nhật tăng cường mối quan hệ với các nước trong khu vực châu Á. Điều quan trọng hơn, Nhật cho thấy tầm ảnh hưởng của họ với châu Á để răn đe Trung Quốc, một nước cờ được ba tác dụng, nhưng có lẽ trong năm 2023, Nhật Bản sẽ triển khai kế hoạch này. Tuy nhiên, có thể thấy điều đó trong thương vụ bán radar cho Philippines. Hãng Mitsubishi được cho là đã chào bán 4 hệ thống radar với giá tương đương với hợp đồng 5 radar do hãng Rocket Mỹ và AST của Israel cung cấp. Và đến nay thì cũng mới chỉ có một hệ thống radar được xuất khẩu sang Philippines, vừa tăng cường vũ khí phòng thủ cho quân đội, vừa giải quyết được bài toán đa dạng nguồn cung vũ khí. Video đến đây là kết thúc rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho chúng tôi sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến với mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của kênh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Và đừng quên like, subscribe để ủng hộ team mới các bạn nhé. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất cho những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh tin mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.